phê gì thôi. Sài Gòn góc thì tiến tử mát hơn. Mát hơn. Giờ người ta đâu có. Đó không? Ngồi lề đường uống cà phê mát mẻ là ớt nhất đó, và này làm ly đấy nha, rồi pha cho anh luôn nè, chế vô nè, thấy chưa mọi người thấy không đó, 50 ven thôi ngồi uống thấy đã chưa. Thèm Việt Nam là cái chỗ này chứ không phải sang trọng chảnh gì hết. Giờ chồng nghèo uống gì là được rồi, chứ ăn mà đồ sang chảnh là kêu ăn chực nữa mất công. Rồi hôm nay qua nhà mẹ Quỳnh ăn uống sơ sơ gì thôi, nhậu một chút gì thôi đó, cái căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh. Con muốn cô Quỳnh muốn gì cho con? Rồi mua chút gỏi gà, chút gà dễ ăn vậy thôi, chút cháo. Đơn giản nhưng mà ngon. Muốn cái gì? Quỳnh nói con muốn mua gì? Đó, giờ Long Biên ngồi nhậu. Ngồi chơi vậy thôi. Quỳnh nói con muốn ăn mua gì thì Quỳnh mua về cho con. Mời. Quay mở lên cái bữa quay cậu ở đây hát về bên đó ai cũng khen giọng cậu hết nha. Bữa cậu hát thiệt, cái bữa quay cũng bỏ lên á. Về bên đó ai cũng khen nói ông nào mà hát hay quá vậy, giọng cao quá vậy. Không cảm nha anh quay ra. Quay hai người yêu kìa. Việt Nam là Việt Nam chụp hình à. Năm hôm nay ra quán nhậu không biết đường gì luôn, quán này lần tâm nó dắt tới vô tình thôi. Tâm đẹp trai nè, Mai xinh gái nè, bé Quỳnh dễ thương nè, bé Quỳnh cute, bé Quỳnh cute nha, bé Hồng đáng yêu nè, mãi keo cái gì là gì không hiểu. Về Việt Nam chỉ có nhiêu này thôi. Keo ly á, ăn nhậu, ăn nhậu, ăn nhậu. Cái đi ăn là nhậu. Quay mai cái nó mắc cỡ nào dám nói nữa nghe. Quầy chị gì mắc cỡ không dám nói nữa. Bờ bao Tân Phú xem à, Tân Thắng cứ nói Tân Phú hoài. Rồi hai chị gặp nhau là chỉ có hình thôi. Hôm nay quay bé Nu nữa. Phương án 2 đây. Phan Xích Long. Về đây cứ ăn nhậu không. Đêm nào cũng vậy, toàn hôm nay xui quá đi nhậu gặp cái đám toàn nước ngọt không. Quay mọi người nữa ha. Còn mình tôi uống bia còn ai cũng nước ngọt không à. Đó, nước suối, nước ngọt, nước ngọt. Cái anh thanh niên này là tệ nhất nè, tôi về mấy lần đi nhậu mấy lần rồi nè. Đây em của Quỳnh, đây bé Nu, cháu của Quỳnh, em chứ không phải là cháu, Nu cháu, em. Ủa là em này bé Hồng là con của Quỳnh. Quán thôi mà giờ cũng được, không cần biết là cũng sạch sẽ,
sợ tới chỗ đó nó không có nhiều để mình làm còn là em đi nó chứ.